Ok, chào các bạn. Các bạn thân mến, Mai Cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn cho bài tập về nhà trong khóa giải đề 8 cộng, bài tập của ngày 21 tháng 2 2019 với bài tập về từ vựng. Các bạn thân mến, bài tập của chúng ta có khoảng 15 câu dễ và 15 câu khó. Nếu các bạn thấy bài tập tuần này của chúng ta khó quá thì tuần sau cô sẽ giảm mức độ xuống nhé. Cô sẽ có câu số 1 này. Tôi thích cái bức tranh của cái ông già đó, ông ấy có một nụ cười rất là, đúng không ạ, rất là tốt bụng. Thì cô sẽ có, ở đây cô có từ smile là danh từ. Thì cô sẽ có trước danh từ cô cần một tính từ. Nếu cần một tính từ, câu số 1 cô sẽ bỏ ý A vì từ childhood là thời ấu thơ, danh từ. Cô còn ý B, ý C và ý D thì cô sẽ có ý C từ child, từ đấy nghĩa là vô sinh. Nên chúng ta sẽ không thể chọn ý C vì nó không phù hợp với nghĩa của câu. Cô có từ child, từ đấy nghĩa là như trẻ con để miêu tả tính cách. Anh ta người lớn nhưng mà anh ta cư xử như trẻ con vậy, chúng ta mới chọn child. Vậy cô sẽ không chọn ý B, cô sẽ chọn được câu số 1. Câu 1 là ý D, childlike, nhân hậu, đúng không ạ? Ngây thơ, kiểu như vậy. Câu số 2 này, đứa trẻ nghèo khóc như mưa bởi vì bị mất xe đạp. Chúng ta có cụm từ to be in floods of tears, khóc như mưa, đúng không ạ? Rất là buồn. Câu 2 cô chọn được ý B. Câu 2 của chúng ta về phần cụm từ cố định. Câu số 3 này, tên lính đó đã bị phạt vì tội không chịu vâng lời cấp trên. Chúng ta sẽ có như sau, cô sẽ có công thức của regret, đi với tu vấp, rất lấy làm tiếc để làm gì. Nhưng mà bị phạt vì tội không chịu vâng lời thì chúng ta sẽ không chọn regret, đúng không ạ? Cô có regret cộng verb in là hối tiếc vì đã làm gì, vậy chúng ta sẽ không chọn ý B. Ý C, object to, phản đối làm gì, không phải, đúng không ạ? Thế này chúng ta sẽ có ý D của cô sao? Resist thì phải đi với giấy từ in, khăng khăng, cố chấp mà nó phải cộng với verb in cơ. Ý C, object to cũng phải cộng verb in mà đây nó là to obey, to verb. Vậy bằng phương pháp loại trừ và theo nghĩa cô chọn được ý A. Refuse to verb, từ chối làm gì? Anh lính đó đã bị phạt vì tội không từ chối tuân lệnh cấp trên. Câu số 3, 4 của chúng ta sẽ có cấu trúc này. Accuse somebody of, buộc tội ai vì đã làm gì. Câu này có for, đương nhiên là cô sẽ không chọn ý A. Nhờ, call somebody to verb. Vậy thì cô này có for, cô cũng sẽ không chọn ý C, gây ra. Claim, khẳng định, nó đi với that. Vậy cô sẽ chọn được câu số 4 là ý B. Blame somebody for, đổ lỗi cái gì cho cái gì. Đổ lỗi, đúng không ạ? Buộc tội ai? Cô ta buộc tội công việc của chồng vì cái sức khỏe, đúng không ạ, cho cái việc mà làm sao sức khỏe yếu của ông ấy. Câu số 5 của chúng ta là một câu về phần từ loại, à về phần từ vựng này. Cô có ý A từ available nghĩa là có sẵn thì unavailable nghĩa là không có sẵn. Cô có từ considerable nghĩa là đáng kể thì inconsiderable nghĩa là chả đáng kể gì cả. Nhờ. Thế này cô sẽ có từ complete là hoàn thành thì từ incomplete nghĩa là chưa hoàn chỉnh. Cô sẽ có từ sufficient là nhiều thì insufficient nghĩa là không đủ. Dự án đó bị loại bởi vì không đủ vốn, vậy cô sẽ chọn được câu 5 là ý D. Xong câu số 5 xin mời sẽ chuyển cho cô sang câu số 6 của chúng ta. Câu 6 này hãy để một khoảng trống ở, làm ơn hãy để cái khoảng trống đó, để lại cái khoảng trống đó ở trong enrollment form đơn.